Ok, mày đi lấy cái giếng này. Bị gãy hút sâu. Hút sâu kéo lên nó bị gãy như vậy. Xem thử. Đi cỏ đấy. Đây nha. Không, 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 anh không lại để đâu trống ạ. Từ kéo lên cái nó gãy hả? Dạ, kéo lên gãy. Cá được. Anh dạo cái kia cho bao nữa. Ừ. Cát dữ ta. Dưới 60. Cát nhiều không? Nhiều đúng không? Đây, cái lên hút sâu. Cái gì? Mở giỏ kia cho xỏ cái sợi gáp vào nha, để xíu nữa kéo là mình sẽ lùng lực của dây cáp mình kéo nha. Chứ kéo ống thì nó dễ bị tuột. Xài cáp thì nó ok hơn. Cáp này mà kéo mà bứt ra được gọi là thiên tài. Cái này là 20 năm rồi cô hả? Nó yếu à. Làm ừ, để lâu năm quá xài này. Kéo cái này lên nó gãy mất cái nhựa này hơi bị giòn à, nó gãy mất cái này là cái lốp bê thôi nha, còn cái ống tiêu của nó lên trên này, này. Đây, nối vào ống tiêu bổ sâu này. Vào vậy cắt ra nó như vậy, cái ống tiêu nó lên nhưng mà cái phía dưới lốp bê nó này nằm ở dưới lốp bê, với chỗ này đi xuống là có hai cái roi, hai hoặc ba cái roi. Giờ lấy lên này, đang đợi dán nó mới đưa vô được, kéo lên. Đây, đang thả xuống này, đụng rồi nha anh. Chưa vô khẽ đâu. Nó chưa, nó vô vừa diện thôi, kẻ với cát. Sợ lò tôi tự diện đúng không? Đúng rồi, nãy thắp bóng tầm luôn, nó luôn giữa nó đang xấu xuống một xíu, đó, đó. Đó là ô giữa. Chào lắm. Ủa. Em biết trên chỗ này đúng không? Em biết trên này. Quay vô, quay rõ đó. Nặng lắm nhé. Qua có đổ xi bông dưới này rồi không? Dạ. Cái quận rồi
Vô nè, đây là cái sai nha, đuôi chuột dự em mở ra rồi nè, này có đuôi chuột được cắt đi. Đây đây. Có cái lon quá trời lon. Đang lon luôn. Đấy, đây đang lon đấy. Nhiều văn. Còn nhiều chứ.